Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự bốn đối tượng là nhân viên công ty vệ sĩ Security về hành vi gây rối trật tự công cộng khi tự ý điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến tại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, một đoàn xe đám cưới được một nhóm người mặc trang phục kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an thành phố Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng là nhân viên công ty vệ sĩ Security gồm Lê Kiên Quyết sinh năm 1985 ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Hoàng Kim Trung sinh năm 1996 ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Đình Dương sinh năm 1991 ở xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn và La Văn Thủy sinh năm 1985 ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua về việc nhóm vệ sĩ của công ty trách nhiệm hạn vệ sĩ Security chặn đường xe tư lệnh quân khu 4 dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định đây là thông tin không chính xác.